Chào các bạn là kiến trúc sư hoặc các bạn là sinh viên kiến trúc, có những cái trang web, có những cái thư viện hoặc là có những cái tạp chí về kiến trúc trên mạng, có những cái hình ảnh công trình rất là hay, các bạn muốn lưu lại, muốn download những hình ảnh đấy về để làm thư viện tham khảo, phục vụ cho quá trình học tập làm việc. Thì một số trang web nó sẽ bị hạn chế hoặc người ta không cho phép mình lấy những cái hình ảnh đấy về bởi vì người ta giữ bản quyền. Thế thì làm thế nào để lấy được những hình ảnh đấy về? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật. Tôi lấy một cái trang web, ví dụ là trang Xdaily. Ở đây thường thì Xdaily thì các bạn vẫn có thể lấy những hình ảnh đấy về, từ ví dụ như hình ảnh đây là một cái dự án, một cái nhà thờ trên tạp chí Xdaily. Thì muốn lưu hình ảnh các bạn làm một cách thông thường, nó là chọn chuột phải vào hình ảnh, chọn lưu hình ảnh thành, đúng không? Ví dụ tôi làm đây, hình ảnh này tôi lưu về sẽ lấy được cái độ phân giải, đó là 530 nhân mega 349, một cái độ phân giải khá là nhỏ. Nếu các bạn muốn lấy hình ảnh kích thước lớn hơn, độ phân giải lớn hơn theo đúng cái kích thước, đúng cái độ phân giải mà người ta upload lên mạng ấy, các bạn có thể làm như sau. Ví dụ như ở đây tôi sẽ với Xdaily tôi sẽ kích đúp trực tiếp vào hình ảnh. Thì ở đây xuất hiện ra một cái giao diện mới. Cái giao diện này là một cái giao diện ở một cái trang, có thể hiểu là chuyên để trình diễn ảnh cho Xdaily. Thì ở đây cái ảnh hình ảnh hiển thị nó sẽ với cái độ phân giải lớn hơn, nhưng các bạn lưu về thì các bạn sẽ không lưu được bởi vì chuột phải vào đây sẽ không có lựa chọn là lưu liên kết, à, lưu hình ảnh thành, mà đấy nó sẽ chỉ có thế này thôi. Thì làm thế nào để lấy được hình ảnh này với cái độ phân giải lớn hơn? Tôi làm như sau, tôi sẽ ấn phím F12 này, nó sẽ hiện một cái phần phía dưới này trên cái trình duyệt Google Chrome. Thì cái phần này, đây là cái phần mà cho phép các bạn kiểm tra hoặc các bạn có thể xem cái code của cái trang web này. Nhưng mà tôi thì không dành về mấy cái này lắm, bởi vì tôi không phải là lập trình web. Nếu ai là lập trình web hoặc là chuyên thiết kế về web thì có lẽ là họ sẽ quan tâm đến cái này nhiều hơn. Tôi chỉ quan tâm đến hình ảnh này. Thì tôi sẽ làm như sau, tôi chọn phần, chọn chọn cái thẻ resize này. Thì một cái giao diện phía dưới này nó hiện ra này, tôi chọn cái lựa chọn là frame và chọn là Xdaily. Lúc này nó sẽ sổ ra rất là nhiều lựa chọn. Tôi chọn là lựa chọn là image. Thì trong image này nó sẽ hiển thị toàn bộ những cái hình ảnh mà trên cái trang web, trên cái trang web hiển thị nó đang có. Thì ở đây tôi sẽ đi tìm những hình ảnh của mình, ví dụ như thế này. Thì đây nó sẽ hiển thị tất cả những cái hình ảnh, đó là những kể cả những cái icon rất là nhỏ. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là những cái, kể cả là cái dấu like của cái Facebook cũng có đây, cũng là một cái hình ảnh, một cái icon. Tôi cần lấy hình ảnh để chọn hình ảnh này. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị full độ phân giải với kích thước là 1000 nhân với cả 659, và cái dung lượng file là 175 KB. Các bạn lấy hình ảnh này về như sau, chuột phải chọn Open Image in New Tab, một cái tab mới được hiện ra. Ở đây các bạn sẽ chọn lưu hình ảnh thành, và tôi lưu hình ảnh vào đây với kích thước là 1000 nhân 659. Lúc đó thì cái hình ảnh của tôi ấy, nó sẽ có kích thước to hơn với cái hình ảnh mà các bạn lưu trực tiếp từ bên ngoài Xdaily. Như trước đây kích thước rất nhỏ. Đấy, tôi làm một ví dụ khác, tôi sẽ ví dụ như tôi thấy đây là một cái công trình trông khá là hay, trông khá là hay ho, có thể nó sẽ phục vụ rất tốt trong quá trình tôi tham khảo, giúp tôi tham khảo rất là nhiều. Ví dụ như vậy, tôi muốn lấy hình ảnh đó về, tôi sẽ ví dụ tôi chuột phải, tôi chọn lưu hình ảnh thành, thì tôi sẽ lấy được hình ảnh với kích thước là 530 nhân 745. Tôi ví dụ như vậy. Nhưng khi tôi kích thúc hình ảnh để ra cái trình xem ảnh của Xdaily,
Và tôi làm tương tự như vừa rồi, tôi dùng F12 này, sau đó tìm email trong phần resell. Ví dụ hình ở đây tôi xem, à kích thước của nó to hơn, đó là 1000 x 710. Tôi sẽ lưu hình ảnh này về. Khi các bạn cho hình ảnh mở trên một cái tab mới như này, nếu trên hình ảnh có lựa chọn zoom thì các bạn nên nên để chế độ zoom, sau đó mình mới lưu ảnh thì cái độ phân giải ảnh nó sẽ lớn hơn. Đây là 710 x 1000. Ok, đây bạn này, đây là hình ảnh, hai hình ảnh tương tự nhau, nhưng thứ nhất là độ phân giải của nó không lớn, chỉ có 530 x 745, còn đây là 710 x 1000. Ok, 710 x 1000. Còn ở đây dimension chỉ có 530 x 745. Ok, đó là cái cách để các bạn lưu những hình ảnh các bạn muốn tham khảo từ trên các tạp chí kiến trúc. Ở đây tôi cũng với cách làm như vậy, tôi có thể lấy được rất nhiều những hình ảnh về để tôi tham khảo, phục vụ rất là tốt trong quá trình học tập và thiết kế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ có những cái trải nghiệm mới với các cái tạp chí kiến trúc và download được cho mình những hình ảnh để làm những cái bộ thư viện tham khảo riêng, phục vụ tốt cho quá trình học tập và thiết kế. Xin chào các bạn.